Gọi anh cái đầu. Rửa mặt luôn cho anh. Mùi gì khắm thế nhở? Sếp, có một vụ mất tích. Nạn nhân là một người đàn ông. Trên đường về nhà, có vào quán gội đầu. Sau đó không thấy quay ra nữa. Đến nó điều tra chưa? Nghe nói ở đó toàn nhân viên xinh. Sếp để em. Nani? Ở đây toàn nữ, chân yếu tay mày. Cái ông kia chắc đi bồ bịch ở đâu. Sao lại kêu mất tích ở đây? Ui da, gái đâu thế em? Gái, gái nữa. Gái mai. Sếp, sếp. Lại khai à? Ui xì. Ủa đâu mà anh? Gọi ông già mày. Hả?